Xin chào các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một dòng bát 25 đến từ nhà FPT. Đây là một loa mẫu loa FPT có mã là Vervi 110 các bác nhé. Đây là một dòng loa 25 dùng cho các bác gia đình rất là hay mà giá rất hợp lý các bác ạ. Em phải nói rất hay và rất hợp lý các bác nhé. Thì một đôi này thì chỉ đâu đấy khoảng hơn chục triệu thôi. Đấy. Mà các bác được sở hữu được một đôi loa đến từ Italy các bác ạ. Made in Italy xịn. FPT Vervi 110. Con này thì cần công suất của âm đi là 300W. Đấy. Công suất định mức của con này là 150W và peak của nó đi được 600W các bác nhá. FPL của nó mắc được 125 dB. Nó khá là lớn các bác ạ, khá là lớn. Như Nexo PS8 thì là được Nexo PS10 thì được 129 dB. Thì con này được 125 dB mà giá nó rẻ bằng 1/4, 1/5. Và chất âm của con này nhá, cũng không thua kém nhiều so với Nexo đâu các bác ạ. Nó rất hay. Tí nữa em sẽ thử và test chất âm cho các bác xem. Cực hay luôn, cực chất luôn. Một đôi loa đến từ Ý xịn. Với những cái mẫu này thì các bác có thể là chơi từ ở những cái phòng karaoke từ 25m trở xuống các bác nhé. Nếu mà các bác chơi một cặp thì khoảng 25m. Còn phòng 30m thì các bác có thể là đánh hai cặp. Thì nó rất là ok. Và chất âm của nó thì phải nói là vẫn một câu nữa là rất là hay ở trên cái đôi này. Em phải nhấn mạnh một từ là như vậy. Vì khi em trải nghiệm cái loa này em cảm thấy nó tê tái lắm. Bé thôi, giá hợp lý thôi. Nhưng mà sao cái chất âm nó rất là tê tái. Đấy. Thì con này thì sẽ bao gồm một bát 25 và một chiếc kẹt các bác nhé. Và em sẽ đi em tháo cho các bác cùng xem cái nội thất bên trong để các bác có thể là chiêm ngưỡng về cái dòng FPT Vervi 110 này. Hình thức hàng của bên em thì còn tương đối đẹp các bác ạ, được khoảng 90% các bác nhé. Thì bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em. Bây giờ em sẽ đi mời các bác chiêm ngưỡng cái nội thất bên trong của em nó và sẽ mời các bác đi trải nghiệm chất âm. Đây em sẽ mời các bác cùng đi chiêm ngưỡng cái phần bên trong của đôi loa FPT các bác nhé. Sử dụng một cái họng kén rất là lớn các bác này. Đấy. Ở đây nó sẽ sử dụng một chiếc jack chính hãng đến từ nhà BNC và được sản xuất tại Italy các bác nhé. Những cái sản phẩm của Italy ý, thì 100% đều được sử dụng bát chép sản xuất tại Italy. Đấy, chứ còn những cái sản phẩm cũng có thể là BNC nhưng mà nếu mà của Trung Quốc thì có thể những cái sản phẩm đấy là bát chép của Trung Quốc sản xuất các bác nhé. BNC như nhà máy đặt tại Trung Quốc và cái chất lượng của con đấy và con này nó khác hoàn toàn nhau. Khác nhau đấy các bác ạ. Ở đây là sử dụng bát của Sika. Một chiếc bát 25 đến từ nhà Sika các bác nhé. Sika. Đấy. Cái này nâu thì nó sẽ bị ố. Cái này nâu thì nó hết rồi. Đây. Côn con này thì khoảng 51 thôi. Tại sao nó hay? Bởi vì côn nó vừa phải. Tiếng nó hay một cách em thực sự em cảm thấy một nó hay một cách ngỡ ngàng luôn. Thùng bên trong các bác có thể xem. Nó làm rất là chỉnh chu các bác ạ. Đấy, rất là chỉnh chu. Nót 100% đều mu trứng hết. Phân tần rất xịn. Phải nói thế. Rất xịn cái phân tần này. Giá hợp lý đúng không các bác? Giá rất là hợp lý. Chỉ hơn chục triệu một cặp thôi. Đấy, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho em sẽ có cái giá tốt nhất ở tùy từng thời điểm. Quá đẹp luôn chứ ạ. Là mọi thứ nó gọi là phải là xuất sắc. Mà chất âm nó rất là hay. Những cái dòng FPT thùng gỗ ấy, thì là những cái bản cao cấp các bác nhé. Còn thùng nhựa thì nó sẽ là bản bình dân hơn. Thùng gỗ thì nó thường nó sẽ là những bản cao cấp hơn thùng nhựa. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ đi mời các bác cùng đi test chất âm đi. Để nghe và trải nghiệm nó nhé. Và bây giờ em sẽ đi test cái chất âm của đôi loa FPT Vervi 110. Thì đây là tiếng mic các bác nhé. Chút nữa em sẽ test thử một đoạn karaoke. Thì trước khi test karaoke em sẽ mời các bác cùng nghe một đoạn các đoạn Zumba các bác hay nghe. Để các bác cảm nhận được cái phần lời của con này thực sự hay. Em phải nói một câu thực sự rất hay. Một đôi loa giá rất hợp lý mà cái âm thanh nó đưa ra em cảm thấy nó vượt trên cả cái tầm tiền của các bác đầu tư một cái sản phẩm như này. Một đôi bát 25 công suất nó không quá lớn nhưng mà cái âm thanh của nó đưa ra ấy
nó phải ở cái phân khúc những cái đôi loa đôi 30 triệu cơ, chứ nó không phải ở cái phân khúc hơn chục triệu các bạn ạ. Nó thực sự là sạch sẽ, chi tiết và rất là gọn gàng các bạn nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe cái chất âm của đôi loa FPT này. Rất hay và sạch sẽ các bạn ạ. Đấy, thì em sẽ mời các bạn cùng nghe thử một đoạn nhạc có lời đấy nhé. Xem nào, cái bản nhạc có lời nào mà các bạn hay nghe. Mở một bản ca khúc của Phương Phương Thảo nhé. Phương Phương Thảo. Bài quen thuộc. Tháng người qua. Cái âm thanh em thực sự là hôm nay em mới có một thời gian để em đi em căn chỉnh và em test cái đôi loa này. Nó thực sự em ngỡ ngàng luôn, ngỡ ngàng về cái chất âm của nó. Không ngờ nó hay đến mức như vậy. Nhớ lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với. Này người yêu, em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy bước lên trời xanh. Mình đã viết con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được tổ bay. Các bạn nghe cảm nhận thế nào? Nó quá là tuyệt vời đúng không? Rồi em sẽ đi test một thử một bản karaoke. Em hát không hay đâu, nhưng mà vẫn cố gắng test cho các bạn để các bạn nghe cái lời ca khi hát rất ngon các bạn ạ. Ok, thì bây giờ em sẽ đi test chất âm
tiết phần karaoke ở trên cái đôi FPT, ở trên đôi FPT Vervi 110 này các bác nhé. Thì em là thằng hát không hay các bác ạ, nên phải cho intro nhiều một tí để các bác nghe thử. Nên 1 2 2 2 2 2 2 6 7. Intro một tí thì hát nó cảm giác nó nick hơn, chứ còn hát gì vở thì các bác nghe nó sẽ hơi chối đúng không? Mời các bác cố gắng nghe nhé. Là ca khúc mối tình không tên. Tiếng rất xa xôi. Đưa vào mãi có thấy bình yên, ở đây không chút ưu phiền. Chuyện ngày mai anh có ngoài tai em nhé. Chọn sai hay đúng thì thôi, hãy cho anh sai một lần, hoặc chúng ta sai thì mới hãy tương lai. Mối tình này không công khai, yêu mặt mà không tương lai, không rõ ràng và không sợ làm mất nhau. Mối tình không.